Người đẹp ngủ quên. Ngày xưa, ở nước Pháp cổ kính, mỗi con sông đều có vị thần cai quản để ban sự sống an lành cho dòng sông đó. Dòng sông Seine cũng vậy. Nơi đây, nàng tiên cá hai đuôi Melusine xinh đẹp chính là vị thần quyền năng bảo vệ vạn vật dưới nước, cũng như hai bên bờ sông cho một cuộc sống yên bình. Xem chừng sắp có điều chẳng lành rồi. Tai ương sắp tới có vẻ sẽ rất lớn. Một mình ta liệu có bảo vệ được tất cả không đây? Khung cảnh đẹp mắt này thật đáng tiếc, sắp bị hủy hoại rồi. Phải lên đầu nguồn canh chừng sẵn mới được. Mây mù giăng đầy quá, còn chặt thuyền vào nha. Xem chừng sắp có bão to đó. Chắc à, cậu không neo thuyền mà còn đi đâu vậy? Tối nay dự là sẽ có bão lớn đó. Tôi biết rồi, chính vì thế tôi mới phải đi gấp đây. Khu vườn bên bãi bồi của tôi mới gieo hạt mà chưa che chắn xong. Tôi phải nhanh chân xuống đó, không tất cả sẽ công cốc mất. Nếu không thật cần thiết thì có khi cứ để đó đi. Chờ cậu xuống bãi bồi mà bão lũ về bất chợt thì mất mạng như chơi đó. Không sao, tôi chỉ xuống một lát thôi, chứ không đi thì tôi không yên tâm được. Nhớ cẩn thận nha. Vâng. Lũ về rồi sao? Nhanh hơn cả mình dự đoán rồi. Mưa mất rồi. Mưa lớn rồi, giờ mà cố trở về thì cũng nguy hiểm. Chỉ mong sao lũ qua nhanh, không ngập lên bãi bồi thì ở đây tránh tạm vậy. Lũ trên đầu nguồn đang đổ về, dòng nước có vẻ lớn. Phải tách dòng nước từ đây thì mới giảm bớt áp lực của dòng sông được. Nước sông đang dâng rất nhanh, cơn bão này có vẻ lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bãi bồi sẽ nguy mất. Mình nên ở đây hay ra thuyền để tránh nước dâng đi. Nếu ở đây nước lên cao, mình sẽ không có chỗ trú. Còn nếu ra thuyền thì có đủ hay không thì cũng rất nguy hiểm vì gió lớn. Nhưng nếu khéo léo chèo chống thì vẫn còn cơ hội. Có lẽ phải ra thuyền thôi, rồi tùy cơ xử lý tiếp. Không xong rồi, cơn bão này lớn hơn mình tưởng. Cứ như thế này mình sẽ không đủ sức mà cầm cự mất. Dòng sông cũng sắp không chịu được rồi. Chỉ có thể dồn hết năng lượng chặn hẳn dòng lũ đổ vào sông, mà đổ sang nhánh chảy vào núi kia thôi. Hả? Không xong rồi, dòng lũ thế kia thì mình sẽ bị nhấn chìm mất. Đành tùy vào số phận vậy. Ủa, sao dòng lũ vẫn chưa tới ư? Hả, chuyện gì thế này? Dòng lũ đâu rồi? Không thể tin được, như vừa có một phép màu xảy ra vậy. Chà, xem chừng cơn bão hôm qua cứ lo lắng, nhưng cũng không có lớn lắm ha. Nè nè, các ông không biết gì sao? Dòng sông Seine ở đoạn phía dưới bỗng chia thành hai nhánh đó. Hả? Có chuyện đó sao? Thì tôi vừa ở dưới đó về đây. Thật kinh ngạc. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Chắc là lũ về, nhưng tách ra thành nhánh sông đó đấy. Ôi trời ơi, có chuyện đó thật sao? Các ông không tin thì xuống đó xem đi. Dòng sông tách thành nhánh mới ư? Thật kỳ lạ. Sao có thể được chứ? Chà chà, hôm nay thời tiết tốt quá. May thật, cuối cùng thì dòng sông và vườn của mình cũng bình an. Ủa, gì thế kia? Là một cô gái ư? Sao cô ấy lại dạt vào đây thế này? May quá, cô ấy còn sống. Hả? Đây là đâu? Anh là ai? Kìa cô gái, cô hãy bình tĩnh. Tôi thấy cô dạt vào bờ nên đưa cô vào đây. Cô có sao không? Hả? Chân, là
dạ chân của tôi. Cô sao vậy? Cô có bị đau ở đâu không? Không, không có gì. Cảm ơn anh đã cứu mạng. Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi. Cô cứ ở đây để tôi có thể chăm sóc cô. Tôi là Jack. Xin lỗi cô, nhưng có lẽ là tôi đã phải lòng cô mất rồi. Tôi sẽ ở lại đây với một điều kiện. Xem như đó là điều tuyệt mật giữa hai chúng ta, là anh không bao giờ được nhìn tôi tắm. Nếu không, mọi thứ sẽ vĩnh viễn biến mất. Anh có thể vì tôi mà làm điều này được không? Ta đồng ý. Em là Melusine. Thời gian sau. Melusine, Melusine ơi, em ở đây nè. Melusine, em còn ở đây sao? Chúng ta chuẩn bị về làng đi. Dạ vâng. Em sợ tối nay có bão nên đang cố hái hết chỗ trái cây này về. Cũng sắp xong rồi nè. Thôi, về làng nhanh đi. Chỗ trái cây này cứ để đó đã. Từ lúc em đến đây với ta đã 2 năm qua đi, giờ ta mới thấy thời tiết có vẻ đáng lo ngại thế này. Ta sợ sẽ có bão như năm xưa đó. Thế nên cứ để đó về làng cho an toàn đã. Em hiểu sự lo lắng của anh mà. Được rồi, mình về làng thôi nào. Anh vào nhà trước đi. Em chạy ra bờ sông một chút sẽ trở về ngay. Hãy tin em nha. Nhớ sự thỏa thuận giữa hai chúng ta suốt thời gian qua đó. Anh ở yên trong nhà và đợi em nha. Nhưng mà... Không ổn rồi. Thời tiết thế này sợ rằng cơn bão sẽ còn lớn hơn năm xưa. Mình không thể ngồi yên thế này được. Cố lên nào. Cẩn thận nha. Không xong rồi, thì con Mia bị cuốn đi rồi. Không kịp đâu Jack à. Dưới kia có khúc ngoặt, tôi sẽ bắt được dây neo thuyền thôi. Ủa, kia chẳng phải là Melusine sao? Melusine, cô ấy đi đâu vậy? Nhưng không được. Cô ấy đã dặn mình là không được đến gần khi cô ấy chạm vào nước. Nhưng mà cô ấy đi đâu làm gì trong lúc bão lũ thế này chứ? Melusine, em định làm gì thế? Melusine, em làm gì thế? Quay lại ngay. Jack à, sao anh lại ra đây? Đây là lý do mà từ trước em luôn không cho phép anh nhìn em mỗi khi em chạm vào nước, phải không? Melusine, em thật ra là ai? Jack à, điều đó không quan trọng. Em phải cứu dòng sông và thôn làng cái đã. Sau đó chắc cũng không gửi lời chào đến anh được. Anh đã biết sự thật rồi, cho nên em không thể ở lại như trước được nữa. Không, Melusine. Thời gian sau, bị Jack nhìn thấy hình hài tiên cá của mình, Melusine hóa thành rồng bay đi. Cơn bão hôm đó đã tan biến, dân làng yên bình, nhưng Melusine và Jack mãi mãi bị chia cắt. Lúc này, Jack mới biết sự hy sinh của Melusine khi cô ở bên cạnh mình. Từ đó, chàng luôn ngồi thuyền trên sông chờ đợi nàng trở về. Hạnh phúc đi thuê. Thật tàn nhẫn, chỉ vì cô ta mà anh lỡ phủi bỏ tình cảm của chúng mình từng vun đắp suốt 5 năm qua ư? Donna à, con người bội bạc đó đâu đáng để cậu phải khổ tâm như vậy đâu. Cậu hãy nghĩ thoáng ra một chút, chỉ là trở về thời kỳ độc thân thôi mà, có gì lạ lẫm lắm đâu. Thôi nào, suy cho cùng, yêu sai người chẳng thà không yêu còn hơn. Phải làm sao thì cậu mới thoát khỏi cảm xúc tồi tệ này đây? Hay là cậu thử bước vào một mối quan hệ mới đi, biết đâu sẽ tốt hơn. Hình như hạnh phúc bỏ quên tớ rồi phải không anh Ma? Giờ nhìn đâu tớ chỉ toàn thấy màu u tối. Tớ biết có cửa hàng này đặc biệt lắm, có thể giúp được cậu đấy. Đó, hay là cậu thử đi xem sao,
Có khi nó sẽ giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trống trải này. Tớ nghe nói dịch vụ này đang được giới trẻ ưa chuộng lắm nè. Cảm ơn cô đã tin tưởng đến với cửa hàng cho thuê hạnh phúc. Không biết cô đã tham khảo gói dịch vụ nào của chúng tôi rồi ạ? Tôi cũng có tham khảo qua, nhưng chưa được rõ lắm. Thời hạn và hiệu quả của các gói dịch vụ hạnh phúc cụ thể thế nào vậy chị? Chị có thể giải thích rõ hơn giúp tôi được không? Vâng, vậy tôi xin phép giới thiệu qua với cô nhé. Đầu tiên là gói dịch vụ hạnh phúc có thời hạn 1 tuần. Đây là gói có chi phí thấp nhất. Gói này thường chỉ những ai tò mò về dịch vụ sẽ thuê thôi cô ạ. Còn đây là gói dịch vụ có thời hạn sử dụng 1 tháng. Vì thế, chi phí của gói này cũng sẽ đắt hơn. Tuy nhiên lại được đa số khách hàng lựa chọn vì thời gian vừa đủ để họ trải nghiệm. Thế còn gói thứ 3 thì sao vậy chị? Chắc hiệu quả tuyệt vời lắm phải không? Đúng vậy đó cô. Gói này có thời hạn 1 năm. Nhưng cũng vì thế, mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng dịch vụ hay không. Bởi vì nó rất dễ khiến người dùng bị nghiện và phụ thuộc đó. Hiện tại, cửa hàng có 3 gói dịch vụ thuê hạnh phúc mà tôi vừa giới thiệu. Không biết cô có ưng gói nào không để tôi tư vấn kỹ hơn ạ? Nói chung, mỗi gói dịch vụ sẽ có những ưu điểm riêng. Chi phí gói dịch vụ này thì thế nào vậy chị? Chắc cô chưa biết. Chi phí dịch vụ ở cửa hàng chúng tôi không tính bằng tiền mà được tính bằng thanh xuân. Cụ thể, để trả cho gói 1 tuần thì cô phải đánh đổi bằng 5 năm thanh xuân. Với gói 1 tháng sẽ phải trả bằng 10 năm thanh xuân. Và với gói 1 năm thì giá sẽ cao hơn, tương đương 20 năm thanh xuân cô ạ. Thuê hạnh phúc bằng thanh xuân, cái giá này chẳng phải quá đắt hay sao? Tôi có nghe nhầm không vậy? Làm gì có ai đánh đổi thanh xuân chứ? Cô có biết là có người phải dành cả cuộc đời để đi tìm hạnh phúc. Thậm chí có người còn bất chấp tất cả chỉ để có được một ngày hạnh phúc. Còn cô chỉ cần bỏ ra 5-10 năm thanh xuân để có nó. Vậy mà cô còn đắn đo sao? Thôi được rồi, tôi sẽ thử thuê gói 1 tháng. Sau đó nếu hài lòng, có thể tôi sẽ gia hạn thêm hoặc thuê luôn gói 1 năm. Cô yên tâm, chắc chắn dịch vụ của chúng tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu. Mời cô ra quầy để tôi làm hóa đơn ạ. Chờ tôi với, cho tôi đi cùng với ạ. Cô có sao không? Làm gì mà tay xách nách mang thế? Có cần tôi bê giúp không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Chỉ là một chiếc thùng nhỏ thôi, tôi bê được. Cô Donna, hôm nay cô có gì vui đúng không? Mặt cô đỏ hết cả rồi. Tôi quả thực từ ngày vào công ty tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô yêu đời như vậy đó. Cứ thế mà phát huy nhé. Nhìn lúc cô cười, đôi mắt to tròn của cô cuốn hút lắm đấy. Tớ có nhìn nhầm không vậy? Hay tớ vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Cô gái hàng ngày ủ rũ, chán chường đâu rồi? Sao tự dưng có người yêu đời bất thường thế kia? Ồ, thế này, chắc không cần tới dịch vụ thuê hạnh phúc nữa rồi nhỉ? Tớ vừa thuê rồi đây, tuy hơi đắt một chút, nhưng cũng đáng vì chưa khui hàng, nhưng đã có hiệu quả rồi. Cảm ơn cậu nhiều anh Ma, vì đã giới thiệu cho tớ một dịch vụ quá tuyệt vời. Đây á, cho tớ xem ké với, tò mò ghê. Tưởng nói chơi, ai ngờ cậu lại thuê thật à. Wow, trước giờ tớ cứ nghĩ những thứ này chỉ có trong phim truyện. Không ngờ hôm nay được chứng kiến nó ngay ngoài đời thực đấy. Thế từ lúc sử dụng, cậu thấy thế nào rồi? Tuyệt như nào, kể tớ nghe đi. Bầu trời của tớ không còn xám xịt ảm đạm nữa. Tớ đã dần cảm nhận được tình yêu đang đến với tớ rồi. Chỉ với chạm tay khi nãy cũng làm tớ rung động. Phải thế chứ, luôn mỉm cười, hạnh phúc sẽ tới. Từ giờ, chiếc hộp này sẽ luôn đi theo tớ. Donna, cô làm ăn kiểu gì vậy?
Nhóm không làm được thì viết đơn xin nghỉ đi. Tôi bỏ tiền ra trả lương cho các cô không phải để nhận về những sản phẩm tồi tệ như thế này. Cô nhìn xem, mấy cái gạch đầu dòng như thế này mà cô cũng cho đó là bản kế hoạch sao? Nếu không nhờ cô Tracy xem lại, tôi cứ gửi bản này cho khách hàng thì danh dự và uy tín của công ty sẽ như thế nào, cô biết không? Donna à, mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng cố quá, không khéo lại đổ bệnh thì khổ. Dạo này tôi thấy cậu xanh xao quá rồi đấy, nhìn lúc nào cũng như người vừa ốm vậy đó. Đừng ý còn trẻ mà chủ quan, kẻo có ngày hối không kịp đâu. Biết là vậy, nhưng sáng mai mình phải nộp bản kế hoạch cho sếp rồi, nên phải cố thôi. Vậy cậu ráng làm nốt rồi yên tâm về nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa tận tay sếp cho. Nhưng mà sếp... Trời, có gì đâu mà cậu lo. Cậu mà cứ lao lực thế này thì sẽ gục trước khi được ký hợp đồng đấy. Thôi, nghe mình, sức khỏe là quan trọng nhất, không có sức khỏe thì không làm được việc gì đâu. Dự án này tôi sẽ chuyển sang để cô Tracy phụ trách. Cô hãy dành thời gian này để kiểm điểm lại thái độ làm việc của mình đi. Nếu sự việc này còn xảy ra thêm một lần nữa thì tôi sẽ không nhắc nhở nhẹ nhàng như thế này đâu. Rõ ràng là hôm ấy, chẳng lẽ cô ấy muốn chơi xấu mình sao? Vừa đóng lại chiếc hộp lại có chuyện không hay rồi. Thế giới này thật phức tạp, đúng là không thể không có chiếc hộp này bên cạnh. Donna, bản kế hoạch lần này của cô rất tuyệt, được khách hàng đánh giá rất cao. Và cô nhìn xem, họ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi đó. Tổng kết quý này chắc chắn cô sẽ có thưởng lớn đó. Thật thế sao giám đốc? Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Được rồi, cố gắng phát huy nha. Tôi tin với năng lực và tinh thần làm việc như thế này, cô sẽ còn nhiều cơ hội thăng tiến. Khách hàng cậu giới thiệu cho mình vừa ký hợp đồng, nên hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa linh đình để thay lời cảm ơn. Không được từ chối đâu nhé. Nào, cậu thích ăn món gì? Để mình đặt bàn, tan ca là chúng ta tới đó luôn. Rồi rồi, tôi sẽ không từ chối đâu. Cậu đừng khách sáo thế, chúng mình là đồng nghiệp mà. Donna, cậu sao thế? Sao nói chuyện một mình vậy? Đại đang đợi cậu kia kìa. Cho phép anh mời em đi ăn tối nhé. Chiếc hộp thật hữu dụng, mình cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Mình cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã bỏ rơi mình từ lâu, thật không ngờ lại có giây phút tuyệt vời này. Donna, cậu vẫn ổn chứ? Tại sao trông cậu ngày càng tiều tụy, già nua thế này? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao mấy nay cậu không đi làm? Cậu không được khỏe trong người sao? Hay là để chiều tan ca mình chở cậu đi khám xem sao nhé. Cậu đừng lo, tớ không sao cả. Đó chỉ là cái giá mà tớ đánh đổi để có hạnh phúc thôi mà. 10 năm thanh xuân thôi, chứ có gì to tát đâu. Nhưng rõ ràng tớ thấy hình ảnh tớ đi làm siêng năng và được phần thưởng nhân viên ưu tú mà. Cái gì? Cậu điên rồi sao? Hóa ra dịch vụ này đang tạo cho cậu những hình ảnh đẹp để cậu tự mãn và thấy hạnh phúc đấy. Tỉnh lại đi Donna, cảm giác ấy không có thật đâu. Cậu đang đánh đổi chính là thanh xuân của cậu đấy. Cậu có biết thanh xuân quý giá đến nhường nào không? Tại sao cậu lỡ? Cậu mau đi thanh lý cái dịch vụ vớ vẩn này đi. Nó đã lấy mất thanh xuân, lấy mất tuổi trẻ của cậu. Vậy mà cậu vẫn cho chính nó đã mang lại cho cậu hạnh phúc sao? Donna à, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Không, không bao giờ, anh ma à. Bởi chỉ có nó mới khiến tớ hạnh phúc thôi. Cậu biết không, tớ cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã quên tên mình rồi. Nhưng từ khi có nó, trái tim tớ đã biết rung động trở lại. Cuộc sống của tớ cũng đã tốt đẹp y như những gì tớ muốn. Vì thế, dù có phải đánh đổi 10 hay 20, thậm chí bao nhiêu năm thanh xuân, tớ cũng sẽ chấp nhận. Trời ơi, Donna à, cậu hãy dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cậu đang lệ thuộc vào thứ hạnh phúc ảo đi phê đấy. Sao cơ? Bác sĩ nói sao? Đai bị tai nạn, đang phải cấp cứu. Vâng vâng, tôi sẽ tới ngay.
đài bị tai nạn sao? Bây giờ anh ấy đang nằm ở đâu? Tình hình có nghiêm trọng không? Mình đi với cậu nhé. Không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra. Chẳng lẽ quả cầu đã hết hạn sao? Đúng thế, chỉ có thể do dịch vụ đã hết hạn sử dụng. Đài đang cần cậu, cậu còn đi đâu nữa? Tớ phải đi gia hạn thêm dịch vụ thuê hạnh phúc. Có nó, Đài sẽ không sao. Chắc chắn là như vậy. Đài sẽ mau khỏe lại thôi. Tôi muốn gia hạn thêm dịch vụ 10 năm hay 20 năm thanh xuân cũng không thành vấn đề. Quả cầu hạnh phúc này, chắc chắn Đài sẽ không sao. Mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy không sao chứ đúng không ạ? Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, lại tổn thương phần mềm, nên chỉ khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng ta mới yên tâm được. Không thể nào. Tại sao đến giờ anh vẫn chưa chịu tỉnh hả Đài? Anh có biết em lo cho anh như thế nào không hả? Anh mau tỉnh đi chứ. Sao anh lười vậy hả? Tình hình sao rồi? Đài vẫn chưa tỉnh à? Tại sao tớ đã đánh đổi 20 năm thanh xuân mà lúc này vẫn không thể hạnh phúc được hả anh ba? Bởi vì hạnh phúc của cậu đang nằm ở Đài, chứ không phải chiếc hộp đánh đổi kia. Bây giờ cậu có cảm giác rằng dù ôm chiếc hộp trên tay, lòng cậu vẫn lo lắng và bất an không? Chính Đài mới thực sự là hạnh phúc của cậu. Donna. Đài, em đây, anh tỉnh rồi sao? Donna, anh yêu em. Bây giờ thì em đã hiểu. Hóa ra hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra, bản thân mình cảm nhận, chứ không phụ thuộc vào một dịch vụ nào đó. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.